Đây là những câu nói được trích từ bài giảng của Ngài Ajahn Chah, Tỳ Kheo Khánh Hỷ dịch, giọng đọc Tuệ Nhiên. Đau khổ 109. Có hai loại đau khổ: đau khổ dẫn đến đau khổ hơn và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đau khổ đầu tiên là chấp giữ những gì ưa thích và chán bỏ những gì không ưa thích. Đau khổ thứ hai là can đảm và trì trí theo dõi sự không ngừng thay đổi của các cảm giác hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ, buồn chán, vừa lòng, Phật ý. Đau khổ này dẫn đến chỗ bình an. 110. Chúng ta muốn tìm một con đường dễ dàng, nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để có trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi hành thiền. 111. Chúng ta trở thành những nhà sư hay những ni cô không phải để được ăn ngon, ngủ ngon và thoải mái, nhưng để hiểu rõ đau khổ. Làm thế nào để chấp nhận đau khổ? Làm thế nào để thoát khỏi đau khổ? Làm thế nào để đau khổ không khởi sinh? Vậy thì đừng làm những gì gây ra đau khổ, như đừng tham luyến chẳng hạn. Nếu không đau khổ, chẳng buông tha bạn đâu. Một trăm mười hai. Thật ra, hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ với một hình thái tế nhị, dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không thể thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi. Khi đau khổ đến, cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác lũ. 113. Khi đau khổ phát sinh, hãy ý thức rằng chẳng có ai nhận chịu đau khổ. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. 114. Người đau khổ sẽ nhân sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khổ, họ sẽ không quán xét và không có trí tuệ. Không có trí tuệ, không hiểu biết. Không hiểu biết sẽ không thoát khỏi khổ đau. Vậy thôi. Thế nên phải nỗ lực và kiên trì hành thiền, để rồi khi nhìn lại thế gian này sẽ không còn sợ hãi như trước nữa. Đức Phật thành đạo chính trong thế gian này, chứ không phải ngoài thế gian này. 115. Lợi dưỡng và khổ hạnh là hai đường lối không được Đức Phật khuyến khích. Đó chỉ là hạnh phúc và khổ đau mà thôi. Chúng ta tưởng rằng mình thoát khỏi đau khổ, nhưng thực ra không phải vậy. Chúng ta chỉ dính mắc vào hạnh phúc. Nếu dính mắc vào hạnh phúc, chúng ta lại đau khổ lần nữa. Sự thật là vậy, nhưng người ta nghĩ ngược lại. 116. Khổ chỗ này người ta chạy đến chỗ kia, chỗ mới này khổ,
họ lại chạy nữa. Họ tưởng rằng chạy thoát khỏi khổ đau, nhưng thực ra không phải vậy. Họ mang đau khổ đi mọi nơi mà không biết. Không biết đau khổ sẽ không biết nguyên nhân của khổ đau. Không biết nguyên nhân của khổ đau sẽ không biết chấm dứt đau khổ. Do đó, không có cách gì để thoát khỏi đau khổ. 117. Học trò ngày nay có nhiều kiến thức hơn học trò ngày xưa. Họ sống trong tiện nghi và có đầy đủ những gì họ cần, nhưng họ có nhiều đau khổ và rối rắm hơn trước. Tại sao vậy? 118. Đừng là Bồ Tát, đừng là A-La-Hán, đừng là gì cả. Nếu là Bồ Tát, bạn sẽ đau khổ. Nếu là A-La-Hán, bạn sẽ đau khổ. Nếu là gì đó, bạn sẽ đau khổ. Khi ngồi chỉ là ngồi, khi đi chỉ là đi. Thế thôi. 119. Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ, muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn cũng là đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ? 120. Khi nóng giận, bạn thấy tốt hay xấu? Nếu thấy xấu thì tại sao không vứt bỏ đi mà khư khư giữ lấy làm gì? Bạn cho rằng mình thông minh và trí tuệ, vậy thì dạy chi mà giữ những của nợ ấy? Có lúc tâm sân hận có thể làm cho cả nhà gây gổ nhau và làm cho bạn khóc suốt đêm, sau đó vẫn còn hậm hực và đau khổ. Nếu bạn thấy được sự đau khổ của sân hận thì hãy vứt bỏ đi. Nếu không chịu vứt bỏ thì nó sẽ gây đau khổ cho bạn dài dài, chẳng lúc nào dừng nghỉ. Thế gian đau khổ này là như vậy đó. Nếu bạn biết rõ nó, bạn sẽ giải quyết được mọi khó khăn. 121. Một phụ nữ muốn biết làm thế nào để đương đầu với sân hận. Tôi hỏi cô ta, khi cơn giận nổi lên thì sân hận này sẽ là của ai vậy? Cô ta trả lời, chính là của cô. Nếu sân hận đúng là của cô, thì cô có thể bảo sân hận này đi ra được không? Sân hận không chịu nghe lời cô ta. Giữ sự sân hận như giữ của riêng sẽ gặp nhiều đau khổ. Nếu sân hận thật sự là của cô ta, thì nó hẳn phải nghe lời ta. Nếu không nghe lời ta, thì nó chẳng phải của ta. Tâm sân hận đã đánh lừa ta rồi đó. Đừng ngã theo nó. Dầu tâm vui hay buồn cũng đừng ngã theo nó. Lúc nào nó cũng là thứ lừa dối thôi. 122. Sự vật vô thường mà cứ cho là bền vững thì chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. 123. Phật lúc nào cũng có mặt để dạy dỗ chúng ta. Hãy tự mình tìm thấy, có hạnh phúc và có bất hạnh, có vui và có khổ. Chúng luôn luôn có mặt. Hiểu bản chất của vui và khổ là thấy giáo pháp, thấy Phật. Phật pháp không xa rời thế gian pháp. 124. Quan sát kỹ càng, ta sẽ thấy hạnh phúc và đau khổ giống nhau.
Nóng và lạnh cũng như vậy, ta có thể chết thiêu vì lửa và chết cóng vì lạnh. Chẳng có gì hơn kém, hạnh phúc và đau khổ cũng vậy. Ai ai cũng muốn được hạnh phúc, chẳng có người nào muốn khổ đau. Niết bàn chẳng có ham muốn, niết bàn chỉ có an tịnh, tĩnh lặng.